đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020 cho thấy, cả nước có 44% diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thoái hóa ở các mức độ khác nhau. Có 51% diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị suy giảm độ phì, tập trung chủ yếu ở các vùng Trung Du, miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên. Đó là chưa kể đất bị xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Suy thoái chất lượng đất được đánh giá có cả nguyên nhân do biến đổi khí hậu, nhưng cũng có những nguyên nhân chủ quan từ thói quen canh tác không phù hợp và lạm dụng phân bón hóa học. Việc nghiên cứu bài bản và có những mô hình để cải tạo chất lượng đất đang rất cần được quan tâm để đảm bảo phát triển trồng trọt một cách bền vững. Cánh đồng sản xuất các loại cây rau màu ở xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Cây cải bắp đang được trồng nhiều nhất ở đây. Bà con sản xuất rau ở đây cho biết, dường như cả năm, đất trên cánh đồng luôn được canh tác không có lúc nghỉ. Nếu có những thửa ruộng trồng hai vụ lúa, thì những tháng cuối năm sẽ trồng thêm một vụ rau màu. Cũng có những thửa chỉ trồng rau quanh năm. Nói chung là riêng và trồng đất thì bây giờ nó trồng nhiều quá là nó cũng bị cằn cỗi, cho nên là làm chỉ hai vụ cấy thôi. Còn ở vùng trồng hành thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, những thửa ruộng ở đây cũng được canh tác quanh năm, đất đai không có thời gian nghỉ. Bà con nông dân cho biết chất đất hiện đã có hiện tượng cằn cỗi hơn những năm trước. Như chất đất bây giờ thì làm sao mà bằng trước được, ý là mình bây giờ phải đầu tư phần vô cơ đấy, như chấu gà, chấu yếp thì tất cả các thứ vào thì nó mới được, chứ còn cứ trồng không như kia, cứ đạm mấy lần thì đất nó chai cứng này, nó cũng không ra sao cả. Còn đây là 2,5 hecta vườn thanh long của ông Quang. Trước đây chỉ bón phân hóa học, sau một thời gian đất vườn đã bị thoái hóa, bạc màu, nên 2 năm gần đây ông chuyển sang dùng phân bón hữu cơ. Nhờ đó các trụ thanh long kéo dài thời gian ra quả, năng suất cao hơn từ 20-30% so với trước, và quan trọng là giúp đất khỏe hơn. Hữu cơ thì chất đất nó sẽ xốp đất hơn, nó tơi đất, nó xốp đất hơn. Còn cái phân hóa học thì nó chai đất, muốn tạo chất đất cho nó tốt hơn, lâu dài. Thì nên không sử dụng phân bón hóa học. Cả nước hiện có gần 2 triệu hecta đất thoái hóa nghèo dinh dưỡng. Tình trạng thoái hóa đất đang trở nên đáng báo động, cả với loại hình thoái hóa tự nhiên và thoái hóa do tác động của con người. Việc ô nhiễm đất do sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học đã khiến hệ sinh vật có ích trong đất bị tiêu diệt, làm giảm độ tơi xốp, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng. Hiện nay thì cũng có khá nhiều cái chỉ số để đánh giá sự suy giảm chất lượng đất. Thế nhưng mà hai cái yếu tố cơ bản nhất và nhận thấy rõ nhất là đất Việt Nam đang bị suy giảm cái carbon hữu cơ trong đất và suy giảm cái độ chua ở hầu hết các vùng trong cả nước. Ngoài ra thì có một số những cái tính chất khác bị suy giảm, ví dụ như là trong thời gian chúng tôi nghiên cứu 40 năm sử dụng và khai thác thì một cái vùng đất màu mỡ như ở đồng bằng sông Cửu Long mà kết quả cho thấy là cái kali tổng số trong đất là giảm từ 16-27%. Cái kali dễ tiêu thì giảm từ 41-58%. Tổng cation canxi và magie giảm từ 68-74% và khả năng trao đổi cation của đất thì giảm từ 30-38%. Theo kết quả điều tra, đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020, cả nước có 44% diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thoái hóa từ mức độ nhẹ đến nặng. Có 51% diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị suy giảm độ phì. Trong đó, suy giảm độ phì nhẹ là 57%. Trung bình là 29% và nặng là 14%. Tập trung chủ yếu ở vùng Trung Du, miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên. Cùng với đó là tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các nhà khoa học thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã có nhiều năm nghiên cứu về đất nông nghiệp trên các vùng sinh thái của Việt Nam. Việc nghiên cứu được triển khai bài bản. Trong đó, các nhà khoa học đang thu thập và phân tích các mẫu tại các vùng sinh thái. Thậm chí, việc lấy mẫu được triển khai tới từng tỉnh, từng huyện, thậm chí tới cấp xã, để có đánh giá về chất lượng đất của các địa phương. Thì ở mỗi một cái khối diện đất, thì chúng tôi tiến hành với các loại đất, đó là đất trồng lúa, đất trồng cây nông năm, đất trồng cây hàng năm,
thì với cái độ sâu chúng tôi lấy thì thường nó khoảng độ 1m đến 1m2 tùy vào các cái loại đất. Ví dụ như đối với đất trồng lúa thì ở đây chúng tôi mỗi một phô diện thường từ 4 đến 5 tầng tùy thuộc vào các cái đặc điểm thể hiện của cái phô diện đất. Ví dụ đây đối với một phô diện như này thì với độ sâu tầng mặt chúng tôi đã tiến hành lấy khoảng độ 4 tầng đất ở các cái tầng sinh phèn nó thể hiện rõ hơn ở các tầng dưới. Ví dụ đến tầng 70 nó có các cái xác thực vật, các cái rễ cây nó đã phân hủy lâu năm rồi, thì chúng tôi tiến hành phân tầng như thế. Và tương tự như vậy đối với 16.700 cái phô diện thì chúng tôi cũng tiến hành xác định và cái độ sâu và cái phân tầng đất nó như thế. Ngoài việc lấy mẫu và lưu mẫu đất, các nhà khoa học tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đang tập trung nghiên cứu đánh giá chuyên sâu về chất lượng đất thông qua các thiết bị hiện đại hỗ trợ phân tích các chỉ số quan trọng trong đất, mức độ suy giảm các yếu tố có lợi của đất cho cây trồng. Từ các nghiên cứu này, một số mô hình được khuyến cáo áp dụng các giải pháp phù hợp để nâng cao độ phì nhiêu của đất sau khi xác định được các yếu tố hạn chế trong đất, như mô hình sử dụng phân bón hợp lý cho cây cam sành tại Hà Giang, cà phê, hồ tiêu ở Tây Nguyên, 7 cây trồng chủ lực ở vùng Đông Nam Bộ như điều, tiêu, bưởi, mía, lúa, rau màu. Mô hình áp dụng các giải pháp quản lý dinh dưỡng, cải tạo phục vụ đất trồng cam ở vùng cam Cao Phong thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Các mô hình sử dụng một số giải pháp điều chỉnh lại lượng phân bón, sử dụng bổ sung phân bón hữu cơ, phân bón trung lượng để cải tạo đất, vi lượng, vôi, chế phẩm phân bón hữu cơ vi sinh học và phân bón vi sinh, đồng thời giảm lượng NPK đến 30%. Thì với cái giải pháp của mô hình ấy, thì chúng tôi đã giúp giảm được chi phí phân bón, tăng được năng suất cây trồng lớn hơn 13% so với đối chứng, tăng hiệu quả sản xuất thì trên 15% và giúp cải thiện cái tính chất đất như là cải thiện độ ẩm đất, tăng được cái độ chua trong đất, tăng hàm lượng hữu cơ trong đất, đất thì tơi xốp hơn, rồi cái hệ vi sinh vật có ích trong đất tăng, còn cái vi sinh vật mà gây bệnh thì đã giảm, giúp cho bộ rễ cây trồng phát triển, giảm cái bệnh trong cây trồng và năng suất cây trồng cũng tăng. Một số cái mô hình mà sử dụng chế phẩm cải tạo đất trên đất cát biển chúng tôi thực hiện tại Nghệ An và Bình Định ấy, thì năng suất tăng được 15% và hữu cơ trong đất thì cải thiện đáng kể. Cái mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh vật để phòng cái chống cái bệnh thối thân và bệnh sì mù trên cây sầu riêng tại Đồng Nai thì hiệu quả kinh tế tăng được trên 20% và giảm trên 70% mầm bệnh trong đất. Tức là những cái nhóm vi sinh vật mà có khả năng đối kháng với những cái một số cái nấm vi khuẩn hoặc là tiến trùng gây bệnh cũng dễ. Và một cái nhóm nữa hiện nay thì chúng tôi cũng đang rất là quan tâm nghiên cứu thêm, đấy là những cái nhóm vi sinh vật mà có thể làm tăng cái khả năng chống chịu của cây trồng. Ví dụ như là những cái nhóm vi sinh vật sinh nha A hoặc là sinh những chất thuốc ẩm. Đấy thì làm tăng cái khả năng của vi sinh vật chống lại những cái vùng chịu hạn này hoặc là những cái điều kiện bất lợi, và hoặc là những cái nhóm vi sinh vật sinh chất giữ ẩm thì có thể giúp cho vi sinh vật do cái vùng đất tăng cái khả năng giữ ẩm của trong đất. Đấy thì đặc biệt là sử dụng trong những cái vùng mà điều kiện bất lợi như khô hạn hoặc là những cái vùng mà chịu mặn. Theo các nhà khoa học, việc suy giảm chất lượng hay còn gọi là suy giảm sức khỏe của đất nông nghiệp đã xuất hiện hàng chục năm trước đây. Tuy nhiên, việc đầu tư các giải pháp canh tác hay sử dụng đất nông nghiệp có trách nhiệm thì chưa được quan tâm đúng mức. Các giải pháp cơ bản hiện nay là khuyến khích nông dân sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh. Tuy nhiên, quy mô thực hiện ở các mô hình lại nhỏ và manh mún. Thế thấy là gì? Tức là chúng ta đã đạt đến cái mức năng suất của cách mạng xanh, kết quả của cách mạng xanh là khá cao. Chúng ta sử dụng giống mới, rồi sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu hóa học ở mức tương đối cao, và thậm chí là có hiện tượng là lạm dụng, tức là sử dụng không đúng và nó lãng phí rất nhiều và có thể là gây ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm môi trường nước, rồi diệt cả các loại thực vật khác, vân vân, ở trên nó làm giảm cái đa dạng sinh học. Đấy thì như vậy là đấy là cái nông nghiệp không bền vững. Làm nào tái tạo được toàn bộ những cái rơm rạ, những cái phụ phẩm như là rơm rạ đồng bằng sông Hồng là chúng ta đang đốt rất là lãng phí và vừa gây ô nhiễm môi trường mà vừa thành khoáng cái không thành, thì có thể là dùng biochar hoặc là dùng các cái giải pháp về vi sinh vật như là Trichoderma vân vân để bổ sung quay lại cái dinh dưỡng cho đất.
trước những thách thức về suy giảm chất lượng đất nông nghiệp. Gần đây, các nhà khoa học đã chú trọng đến xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đất trực tuyến phục vụ cho quản lý chất lượng đất, đồng thời làm cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật canh tác và sử dụng phân bón hợp lý, đặc biệt là hướng dẫn bón phân trực tuyến, nghiên cứu xác định các yếu tố hạn chế trong đất và đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp để nâng cao độ phì cho đất. Đối với việc nghiên cứu các yếu tố hữu cơ trong đất, trước kia hầu hết chỉ chú trọng đến các tính chất lý, hóa học. Nhưng hiện nay, với cách tiếp cận là bảo vệ sức khỏe đất, thì vấn đề đánh giá chất lượng đất được nhìn nhận một cách tổng thể hơn, bao gồm các yếu tố sinh học, vật lý và hóa học của đất. Trong đó có sự tham gia thực hiện các giải pháp của các nhà khoa học, cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân. Thì hầu như là đa số đất trồng, nhất là những cây lâu năm, thì đang trong tình trạng bị thoái hóa và suy kiệt dinh dưỡng. Thì với Yara thì chúng tôi đưa một cái giải pháp phát triển toàn diện để mình khôi phục cũng như là mình duy trì cái sức khỏe đất. Và một trong những cái giải pháp nằm trong cái gói giải pháp toàn diện đó là chúng tôi khuyến cáo nông dân sử dụng cân đối phân bón giữa phân NPK khoáng và phân hữu cơ. Thì khi mà mình cùng lúc đưa hai cái sản phẩm đó vào trong đất thì mình vừa nuôi cây trồng và mình vừa giữ cho đất nó không bị suy kiệt. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rồi, rõ ràng là nếu chúng ta không cung cấp không cân đối thì đất sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà các giải pháp của nó, như tôi nói, không dễ, không chỉ nói là chúng ta phải như này phải thế kia, mà nó phải tùy thuộc vào cái điều kiện canh tác cụ thể, khả năng đầu tư của nông dân. Thì rõ ràng là cái bộ giải pháp là rất khác nhau, tùy thuộc vào từng vùng và khả năng của người dân và cái điều kiện cụ thể. Như chúng tôi nói là nên tiếp cận ở mức độ các cái doanh nghiệp sản xuất phân bón, để làm sao mà chúng ta, ví dụ như ngay cả phân bón hữu cơ chẳng hạn, ngoài cái chuyện là tái sử dụng lại cái phế phụ phẩm của cái cây trồng trên đồng ruộng, nếu chúng ta muốn cung cấp cái phân bón cho nông dân thì rõ ràng chúng ta phải đưa ra cái loại phân bón nào người dân người ta dễ sử dụng nhất, hiệu quả nó tốt nhất và nó dễ áp dụng nhất. Chứ bây giờ không thể khuyến cáo người dân là cứ mang phân chuồng ra ngoài đồng ruộng, trong khi một là phân chuồng không có sẵn, thứ hai là rất tốn công và rất là mất vệ sinh, ví dụ thế. Để nâng cao sức khỏe đất, các chuyên gia cho rằng cần ra soát, xây dựng các chính sách cụ thể để hỗ trợ thực hiện các biện pháp cải tạo đất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp. Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang xây dựng chiến lược sức khỏe đất quốc gia và kế hoạch quốc gia về quản lý sức khỏe đất. Bất cứ một cái loại đất nào thì nó có thể có rất nhiều các cái nguyên tố, trong đó nó những nguyên tố là dinh dưỡng cho đất, nhưng mà nếu mà nó vượt quá một cái nhu cầu của cây trồng thì nó sẽ trở thành chất độc hại. Chúng ta có các cái yếu tố đa lượng như là NPK, chúng ta có các yếu tố trung lượng ví dụ như là canxi, magie, silic, mangan, vân vân, và chúng ta có các yếu tố siêu vi lượng. Thì những cái yếu tố này nó tùy theo các cái loại cây trồng, tùy theo các cái vùng đất thì nó sẽ trở thành một cái sự đặc thù của một cái loại sản phẩm đó. Nó có thể làm cho sản phẩm đó khác biệt hoàn toàn với các cái sản phẩm khác về mặt dinh dưỡng. Chính phủ thì là ở các cấp nghị định đang giao cho các cái bộ đang xây dựng và hoàn thiện, và đặc biệt bộ cũng đặt cái nội dung thứ ba là bộ trên cơ sở những cái hành lang pháp lý đó thì đã chỉ đạo cho các cái đơn vị có liên quan, đặc biệt là cục trồng trọt, các cái viện nghiên cứu như viện nông hóa thổ nhưỡng là xây dựng, ra soát, sát xếp xây dựng các cái bộ tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng đất. Từng vùng, từng đất một thì phải có cái bộ tiêu chuẩn để đánh giá, cũng giống như thế giới hiện nay đang làm. Chúng ta đã nghe các cái báo cáo từ Liên Hợp Quốc có, FAO có và Mỹ, rồi các cái nước của Tây Âu đều là đang có các cái bộ tiêu chuẩn để đưa ra các cái chỉ số để đánh giá cái chất lượng đất. Chất lượng đất đến đâu thì có thể là bố trí cơ cấu cái trồng đó thì nó mới có hiệu quả. Và chúng ta có biết rằng là cái sức khỏe đến đâu để có cái biện pháp để cải tạo. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề là xây dựng tất cả các cái quy trình. Cái quy trình đấy là thứ nhất là cái quy trình phù hợp đối với từng loại đất và từng loại cây trồng một. Đấy, và có những cái biện pháp để cải tạo độ phì cũng như bổ sung dinh dưỡng một cách kịp thời qua mỗi một mùa vụ. Thế đấy, cái đó là phải làm một cái thường xuyên. Suy thoái đất dẫn đến hoang mạc hóa có thể ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Trong đó ảnh hưởng mạnh nhất đến môi trường, sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực và sinh kế của người dân. Do vậy, cần phải có nhiều hơn các chính sách khuyến khích áp dụng các biện pháp, mô hình, hệ thống canh tác nhằm mục tiêu đảm bảo sức khỏe đất.
hướng tới sản xuất trồng trọt bền vững.